Xin chào cả nhà. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi tối ngày 19 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Thì buổi tối ngày hôm nay Trung tâm Vĩnh Phúc tiếp tục khui những cái thùng gọi là đàn guitar điện bãi từ bên Nhật về. Thì từ hôm khai xuân đến giờ là cũng được 3 hôm rồi. Thì Trung tâm cũng có bán được một mẻ hàng. Nhưng mà khi mà cái clip đấy đưa lên bán với giá là tri ân đầu năm, quà tặng đầu năm cho khách hàng á, được tặng từ 200.000 tới 1 triệu khi mua từ 1 đến 2 sản phẩm, thì clip bị đưa lên cái là khách hàng đã chốt hết trong cái lô là 20 đơn đấy. Thì cũng có rất là nhiều bác là gọi đến là tôi muốn mua màu này màu kia. Thì bây giờ hiện tại là đang là 9 giờ tối ngày 19 tháng 2 rồi, thì Trung tâm Vĩnh Phúc là cố gắng nhiệt tình phục vụ khách hàng đang có nhu cầu ủng hộ cho Trung tâm Vĩnh Phúc. Thì Trung tâm cũng nhiệt tình là khui những cái thùng hàng tiếp theo ra để cho khách hàng thấy và lựa chọn được những cái sản phẩm mà các bác đang yêu cầu, đang đặt hàng các bác nhé. Thì bây giờ Trung tâm sẽ khui những cái thùng hàng này ra, thì nó sẽ có thứ tự là từ ví dụ như là chúng ta khui 20 cây thì nó sẽ thứ tự từ 1 đến 20. Thì các bác xem mà các bác thấy cái sản phẩm số 1 hoặc số 2, số 3 đấy, từ 1 đến 3 đến 20. Bác thấy ưng sản phẩm nào thì bác nhấc máy liên hệ với Trung tâm Vĩnh Phúc để đặt hàng theo số điện thoại là 0989 634 982, hoặc các bác có thể nhập số điện thoại của Trung tâm vào Zalo, sau đó nhắn tin qua Zalo là tôi chốt số này trong video ngày hôm nay, là ví dụ chốt số 1 chẳng hạn, thì các bác nhắn cho em với số cái tin nhắn là tôi chốt đàn guitar điện bãi số 1 trong cái clip ngày 19 tháng 2 năm 2021. Đấy, các bác chốt như vậy. Và có lấy đủ phụ kiện hay là lấy thêm những cái gì, hay là lấy những cái gì thì các bác báo lại cho em luôn nhé, được chưa? Ngoài ra ở đây em còn rất là trên đây là cái kho, tổng kho ở trên trên tầng của nhà em đã có rất là nhiều sản phẩm. Loa liền âm ni ở đây rất là nhiều các bác nhé. Đấy, loa liền âm ni rất là nhiều, các thể loại đàn organ, piano, guitar đủ hết. Các linh kiện phụ kiện là đang được chất ở trên cái kho bên trên này, còn bên dưới là sảnh bên dưới này. Đấy, sảnh bên dưới, được chưa? Thì bây giờ em sẽ tiến hành là khui khui nhanh chóng ra, chắc là ngày hôm nay cũng chỉ khui được nửa cái chỗ này, hoặc là khui ra khoảng 4-5 thùng gì đó thôi. À, em cố gắng là em làm nhanh cho các bác nhé. Đó. Đa số là các bác vẫn mua cái hàng phân khúc là đàn guitar khoảng hơn triệu đúng không? Thì chúng ta những khúc là sẽ khui cho các bác những cái thùng hàng với chất lượng giá rẻ, ta tận tiền theo nhu cầu. Các bác mua hàng tại Trung tâm Nhạc Vĩnh Phúc ấy thì không cần phải đặt cọc, không cần chuyển khoản. Các bác chỉ việc để lại họ tên, địa chỉ chi tiết kèm theo số điện thoại. Ở Trung tâm Nhạc Vĩnh Phúc sẽ ship theo bên đường vận chuyển, ship tận nhà cho các bác. Đấy, các bác nhận hàng các bác được quyền bóc hàng, kiểm tra hàng, kiểm tra xem đúng sản phẩm mà các bác đã đặt hàng tại Trung tâm Vĩnh Phúc không. Nếu đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền hàng cộng tiền cước cho người phát hàng trực tiếp cho các bác là xong. Đấy, rất là đơn giản nhé. Và một trung tâm chất lượng thì là người thật việc thật. Đấy, giới thiệu sản phẩm như thế nào thì bán đúng như vậy nhé, không bao giờ làm cái kiểu là giới thiệu sản phẩm một kiểu mà lại bán một đằng. Các bác không phải lo khi mua hàng, các bác không phải lo. Đấy, hàng thì được đóng gói bao bọc rất là cẩn thận nên là cái quá trình mà khui thùng sẽ hơi lâu, đóng hàng kỹ thì khui thùng hơi lâu các bác nhé. Bao bọc rất kỹ các bạn, bóc ra nó cũng khá là lâu, mỗi lần khui thùng cái này.
của nhiều các bác nhé. À, lô này toàn hàng đẹp rồi. Đây, cây số 1 này. À, à, bóc trong vòng 6 phút mới xong được cái thùng. Cây số 1 xì viền đen vàng cánh rán. Đấy, 3 mô bin, 3 volume, 1 cần gạt. Đó, cái này em bán cho các bác với giá là bình thường, ngày thường em bán là 2.500.000. Nhưng mà đầu xuân năm mới này, em nói nhanh cho các bác mua. Đấy, đầu xuân năm mới thì em tặng cho các bác là 200.000. Tặng cho các bác 200.000 cho cái dịp đầu xuân. Đó, là gọi là một chút may mắn cho các bác đầu xuân. Con này thì em bán cho các bác với giá là 2.300.000 nhé. 2.300.000 cho con số 1. 2.300.000 con số 1 này. 2.300.000 thì sẽ được tặng một bao da, ba lớp, một bộ dây mới và hai móng gảy. Đó, ngoài ba móng quà tặng, muốn các bác muốn lấy cái gì thì tính tiền thêm nhé. Ví dụ là dây đeo là 100.000, dây tín hiệu kết nối giữa đàn với âm thanh dài 5m, dây giác tốt là 150, hoặc chân chữ A để đàn là 150. Đấy. Được chưa? Cây số 1. Đó. Em quay trên cái kho này, ánh sáng nó không được đẹp bằng quay bên dưới. Đó, cây số 1. 2.300.000. Các bác, nếu mà các bác mua hàng quen của em, các bác biết những cái mẫu đàn như thế này em bán là trước đây em toàn bán 2.500.000 thôi. Đó. Nhưng mà ngày đầu xuân năm mới này tặng cho các bác 200.000 là còn 2.300.000. Đó, đối với những bác mà khách hàng quen nhé, khách hàng quen em tặng thêm 100.000 nữa. Đối với khách hàng quen được tặng thêm 100.000 nữa là còn 2.200.000. Đấy. Khách hàng quen thì là đầu xuân năm mới em tặng thêm 100.000 nữa. Đây, cây số 2. Cây số 2 xì viền đen màu vàng cánh rán, được chưa? Đây, trên này cũng là màu đen này. Đằng sau cần của nó cần một màu đen đất. Đấy, cái dáng này cũng rất là hiếm và độc này. Đen đất phần trên này. Đấy, dưới này vàng cánh rán, được chưa? Đó, cũng 3 mô bin, 3 volume, 1 cần gạt. Đó. Con này thì ngày thường em cũng vẫn bán ra 2.500.000. Ngày hôm nay là bán tặng cho các bác 200.000 còn 2.300.000. Khách hàng quen được tặng thêm 100.000 nữa. Đấy, là 2.200.000. Rồi, 2.300.000 này. Tặng 3 món quà tặng nhé, một bao da, ba lớp, một bộ dây mới và hai món gảy. Ngoài 3 món quà tặng các bác muốn lấy cái gì thì tính tiền thêm nhé. Nhớ điều đó cho em ạ. Đấy, tiền cước khách hàng phải chịu, bên em không bao ship ai. Nên là rất là nhiều bác này em đã làm nít rõ như vậy, các hỏi là bao ship cho tôi chứ. Đấy, có dây đeo chứ, có dây 5m hay là 6 ly chứ. Nói thật là em làm rất là nhiều nít rồi. Nếu là các bác xem thì em nít em thành thời gian em nói cho các bác này rất là dễ hiểu thôi. Này, con này đang bị vỡ mặt rồi. Con này 4 mô bin cơ. 1 2 3 4 mô bin mà lại bị vỡ. Tiếc quá. Con này bị thay mặt. Con này bác nào lấy thì em sẽ thay mặt em sửa thôi. Con này thì sửa ngon lành nhé. Con này sửa ngon lành thì của nó là 2.500.000. Đó, gọi là thay cái mặt khác thôi, nó chỉ vỡ mất cái mặt này thôi. Mặt lạ này này. Vỡ mất cái mặt lạ này thôi. Còn nếu mà bác nào muốn lấy nguyên bản như này nhé. Đấy, muốn lấy nguyên bản như này em để cho 1.800.000. Đó, vì để nguyên bản như này về thay, tự sửa, tự thay mặt và không phụ kiện. Đó, thế còn em làm đẹp ngon lành thì 2.500.000 cơ. Đó. Bác nào về tự sửa thì là để cho các bác 1.800.000 không phụ kiện. Còn 2.500.000 là em sẽ thay mặt ngon lành và có đủ phụ kiện như là bao da, ba lớp, một bộ dây mới và hai móng gảy. Con này tận 4 mô bin nhá, chứ không phải là 3 mô bin nhé. 3 mô bin, 1 cần gạt, được chưa? Đó là cái số 3. Đó. Sửa ngon lành thì 2.500.000. À, mua với giá thanh lý về tự sửa thì là 1.800.000. Là tiền nào của đấy. Đây, cây số 4 này. Cây số 4, màu đen. Cây số 4 màu đen, 3 mô bin, 3 volume, 1 cần gạt, được chưa? Đấy, con này thì ngày thường em vẫn bán giá 2.200.000. 2.200.000. Ngày hôm nay em bán cho các bác với giá là 2.000.000, tặng 200.000 mới bán cho các bác là 2.000.000 nhé, cây số 4 này. Đấy. 2.000.000 cho cây số 4, khách hàng quen được tặng thêm 100.000 nữa, còn 1.900.000. Tặng 3 món quà tặng là một bao da, ba lớp, một bộ dây mới và hai móng gảy, được chưa? Dạ. Đó, cây số 4. Tặng 3 món quà tặng. Không lấy 3 món quà tặng nhé, đối với tất cả khách hàng này. Khi các bác không lấy 3 món quà tặng, em trừ cho các bác đi 200.000, được chưa? Đó, còn các bác lấy hai sản phẩm cùng lúc thì mỗi sản phẩm em tặng cho các bác 200.000. Đó, có là lấy hai cây guitar cùng lúc thì mỗi cây được tặng thêm 200.000. Đó. Đó là ý kiến nhé. Ưu tiên cho bác nào mà lấy số lượng nhiều.
cây màu xanh này. À, có một bạn học sinh bố trở ra hỏi mua bằng được cây màu xanh. Nên các bác cố gắng là theo dõi có hàng thì chúng ta phải chốt luôn, phải hỏi mua luôn, chứ đừng có chờ đến lúc là đến tận nơi để xem test, đến lúc mà chờ đến lúc đấy thì là hết hàng rồi. Mà bây giờ trong cái thời điểm dịch bệnh này thì em thấy các bác là em cũng không tiếc khách đến tận nơi. Đó. Bác nào kỹ tính ấy, muốn đến tận nơi test cứ chờ hết dịch đi, chờ hết dịch thì các bác đến. Chứ còn trong thời điểm dịch bệnh thì em không muốn chào đón bất cứ ai cả, kể cả các bác có trả giá cao gấp đôi em không tiếc các bác. Nói thật thật sự đấy, thì nhà nước người ta đã bảo vệ cho chúng ta là tất cả mọi thứ là những cái gì tốt nhất cho chúng ta rồi. Chúng ta phải có ý thức, đúng không ạ? Đấy gọi là ý thức. Ý thức để xây dựng xã hội phát triển. Có rất là nhiều bác đấy, rất là nhiều bác là đòi đến bằng đến trực tiếp để mua hàng bằng được. Chúng ta là thế thì cứ để chờ hết dịch đi thì đến. Nhưng mà ông thăng thăng ông đòi, ông còn cáu với mình, ông cáu em, ông bảo người ta vẫn còn ra đường đầy việc gì đâu mà đấy. Nên là những khách hàng như thế là thật đi thật, chúng ta cũng không thèm bắt chuyện luôn, bởi vì là cái ý thức của người như thế là quá kém, bởi vì nhà nước người ta đã đưa ra cái khuyến cáo của chúng ta rồi, không nên ra khỏi nhà không có việc cần thiết, đúng không? Mua cái này thì em bán online rất là nhiều, các bác cứ ngồi ở nhà các bác chọn hàng ưng như nào các bác lấy. Mà có đặt hàng của em thì có đâu phải là chuyển khoản trước hay là đặt cọc trước gì đâu, nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng, test tại nhà mà. Ông gì đấy ông ưng thì trả lại, đúng không? Mất gì của các bác à? Quan trọng là phải đặt hàng là phải đúng lý, là nếu mà không lấy hàng là phải đúng lý do, vì hàng lỗi, hàng kém chất lượng thì ok không lấy. Còn nếu giờ đặt hàng xong mà lấy lý do là tôi đi vắng thì nhà tôi có công việc nọ công việc kia, tôi bận, tôi ốm, tôi không lấy được, những cái lý do đấy là không ai chấp nhận được. Đặt hàng là phải đo hàng. Dạ. Đây, cây số 5. Cây số 5 màu xanh nhé. Cây số 5 màu xanh thương hiệu Legend. Đấy này, để chứ càng dây dưới gì cả. Con này ngày thường thì cũng vẫn bán với giá là 2,2 triệu. Ngày hôm nay là em bán cho các bác với giá 2 triệu. 2 triệu tặng 3 món quà tặng, là một bao da, ba lớp, một bộ dây mới, 2 bóng gậy. Không lấy 3 món quà tặng thì trừ đi 200.000. Cây số 5 nhé. Đấy, 2 triệu. À, khách hàng quen được tặng thêm 100.000 nữa. Đấy, lấy 2 sản phẩm được tặng mỗi sản phẩm 200.000. Quá là yêu thương rồi. Cây số 6 màu đen. Đấy, rất mới, rất đẹp luôn. Cây mới vì đẹp. Quá mới, quá đẹp luôn. Mà tai khóa nó đang bị mất, 2 tai khóa. Tiếc quá. Con này quá chất lượng luôn. Đấy. Mà mới, nó quá mới. Con này nếu mà nó còn đủ tai khóa này em bán này 2,5 triệu. Được thôi. Đấy. Em sẽ thay các bác 2 tai khóa khác, bán cho các bác với giá là 2 triệu. 2 triệu cho con số 6, tặng 3 món quà tặng nhé. 2 triệu cho con số 6, tặng 3 món quà tặng, là một bao da, ba lốp, một bộ dây mới và 2 món gậy. Được chưa? Không lấy 3 món quà tặng trừ đi 200.000, khách hàng quen được tặng thêm 100.000 nhé. Lấy 2 sản phẩm thì được tặng mỗi sản phẩm 200.000. Được chưa? Số 7. Đấy. Màu đỏ. Số 7 màu đỏ này. Đó. Con này thì em bán cho bác là hai, rất mới, rất đẹp nhé. Con này là 2,2 triệu. 2,2 triệu. 2,2 triệu. Bác nào mua thì cứ liên hệ với em. Đấy. Tặng 100.000 cho khách hàng quen. Mua 2 sản phẩm cùng lúc thì được, mỗi sản phẩm được tặng 200.000. Và con này là 2,2 triệu thì cái số 7 này 2,2 triệu. Tặng 3 món quà tặng, là một bao da, ba lốp, bộ dây mới và 2 món gậy nhé. 2,2 triệu cho cái số 7. Số 8.
sản phẩm số 8, màu xanh tiếp này. Đấy. Số 8. Rồi, số 8 nhé. 2 triệu cho con số 8, 2 triệu cho con số 8, tặng 3 món quà tặng, một bao da 3 lớp, một bộ dây mới, 2 món giày. Không lấy 3 món quà tặng trừ 200.000. Không lấy 3 món quà tặng trừ đi 200.000, còn một có 1 triệu 8 thôi. Khách hàng quen được tặng thêm 100.000 nữa, còn 1 triệu 7. Đó. Đấy. Lấy hai sản phẩm thì mỗi sản phẩm được tặng 200.000. Được chưa? Quá ưu đãi cho đầu xuân năm mới. Hàng còn hàng đẹp. Chung là mà đợt này thì đợt giáp Tết và đợt ra Tết thì trung tâm nhập được ít hàng đẹp. Cái số 9 này các bác nhé. Đấy, xì viền đen ở trong là màu đấy, đỏ mận, vân gỗ này. Đó. Ngày thường này em bán là 2 triệu rưỡi. Đó, ngày đầu xuân đấy, em tặng 200.000, còn 2 triệu 3 nhé. 2 triệu 3 cho con số 9 ạ. Rất đẹp. Số 9 này, 2 triệu 3 này. Đó, tặng 3 món tặng là một bao da, 3 lớp, một bộ dây mới và 2 món gảy. Không lấy 3 món tặng trừ đi 200.000. Đó. Không lấy 3 món quà tặng trừ đi 200.000 nhé. Đó, khách hàng quen tặng thêm 100.000 nữa. Lấy 2 món quà tặng thì lấy 2 sản phẩm cùng lúc thì mỗi sản phẩm được tặng thêm 200.000. Được chưa? Và ưu tiên là bác là lấy 2 sản phẩm cùng lúc thì được tặng nhiều. Ok, số 9. Cái số 10 đây các bác. Số 10. Rất đẹp luôn, cũng xì viền đen vàng gỗ. Ở đây em mua là toàn những màu đẹp rồi. Toàn màu tươi sáng rồi. 2.300.000 nhá. Đó. Giá cũ của nó trước đây em vẫn bán là 2 triệu rưỡi. Các bác xem mua hàng em biết. Đó, đầu xuân em tặng 200.000. Cây số 10. Đấy, 2.300.000 cho cây số 10. Tặng 3 món quà tặng là một bao da, 3 lốc, một bộ dây mới, 2 món gảy. Không lấy 3 món quà tặng trừ đi 200.000. Khách hàng quen được tặng thêm 100.000, lấy 2 sản phẩm tặng thêm 100.000 nhá. Lấy 2 sản phẩm để tặng mỗi sản phẩm 200.000 em nhá. Khách hàng quen thì tặng 100. Nói nhiều quá níu nữa. Cái số 11 màu đen. Đấy. 2 triệu cho cái số 11 nhá. Vào đề nhanh chóng luôn. 2 triệu cho cái số 11. Đó. Tặng 3 món tặng, một bao da, 3 lốp, một bộ dây mới và 2 món gảy. Không lấy 3 món tặng trừ đi 200.000. Đấy ạ. Cái số 10.
cái số 11 em nhầm. 2 triệu. 2 triệu cho cái số 11. Tặng 3 món quà tặng là một bao da, ba lốp, một bộ dây mới, hai món gạch. Không lấy 3 món tặng trừ đi 200 nghìn. Khách hàng quen được tặng thêm 100 nghìn. Lấy 2 sản phẩm, mỗi sản phẩm được tặng 200 nghìn. Cái số 12 này, cũng tuyệt đẹp luôn. Ở đợt này lấy toàn hàng tuyển thôi. Hàng tuyển, hàng chọn. Quá đẹp. Để chọn này. 2 triệu 300 nghìn nhá. 2 triệu 300 nghìn cho cái số 12. Đấy. Không có thời điểm là giá đẹp như thời điểm này đâu. Đó, chỉ có vài ngày đầu xuân thôi. Hết khả năng là hết tuần này là em sẽ quay về giá cũ, không có chương trình ưu đãi khuyến mại đâu vì hết hàng rồi. Do ảnh hưởng dịch bệnh này em không nhập được hàng nữa. Bác nào mua thì nhanh tay thì có hàng nhá. Còn các bác nào mà chậm đắn đo cứ chờ chờ thì chắc là tới thì sẽ không có hàng về nữa đâu. Khẳng định các bác như vậy nhá. Đó, em làm rất là nhanh chóng nha. Đó, 2 triệu 300 nghìn cho cây số 12. Tặng 3 món tặng, 1 bao da, 3 lớp, 1 bộ dây mới, 2 món gạch. Khách hàng quen tặng thêm 100 nghìn. Đấy, không lấy 3 món tặng trừ đi 200 nghìn. Lấy 2 sản phẩm một lúc, mỗi sản phẩm tặng 200 nghìn. Em bán nhanh chóng lắm. Bác nào mà vào mà còn mặc cả, nó còn bớt xén nữa. Em có thật là em không bán. Trong thời điểm này em nói với bác, trong thời điểm dịch bệnh này, hàng bên kia không có hàng về đâu. Mình không có người, không ai vận chuyển, không ai làm việc. Bây giờ người ta cấm dịch. Ở Việt Nam của mình là còn ổn định nhất đấy. Còn các nước như là đặc biệt nước Nhật ấy, đây toàn bộ bãi Nhật, bãi Nhật thì bên Nhật về hầu như họ đóng cửa hết vì số lượng người chết ở bên nước ngoài rất nhiều. Ở Việt Nam của mình như này là quá ổn, không một ca thương vong nào xảy ra cả. Nên chúng ta phải biết được là chính phủ Việt Nam là nó, người ta đã có cái chính sách là bảo vệ nhân dân, con người là đi hàng đầu rồi. Đó. Nên các bác phải tôn trọng những gì mà mình đang được hưởng, đừng có chủ quan quá. Và trong thời điểm dịch bệnh này thì các bác không được đi làm này, không được đi ra ngoài, không được va chạm với mọi người, đúng không? Thì các bác sắm cho mình một con guitar và một chiếc loa, đấy, để chúng ta ngồi ở nhà ra chơi, cho cái gãy chúng ta đàn, nó sẽ thư giãn đầu óc. Em bóc phải nhẹ nhàng, sợ khứa vào đàn, hỏng mất đàn. Sợ bóc mạnh được. Cái số 13 này, màu xanh này. Đấy, số 13 này. À, 2 triệu 300 nghìn. 2 triệu 300 nghìn cho cây số 13. À, có chữ... quá đẹp luôn, con này quá đẹp luôn. 2 triệu 300 nghìn cho cái số 13. 2 triệu 300 nghìn nhá. Đấy, bình thường ngày thường những con này em bán 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7. Đấy, nhưng con này quá đẹp luôn. Đấy, số CD là 353936. Đấy, quá đẹp luôn. 2 triệu 300 nghìn, tặng 3 món tặng 1 bao da, 3 lớp, 1 bộ dây mới, 2 món gạch. Không lấy 3 món tặng trừ đi 200 nghìn, khách hàng quen được tặng thêm 100 nghìn. Lấy 2 sản phẩm một lúc thì được tặng mỗi sản phẩm 200 nghìn nhé. Có thể là lấy loa cũng được. Không cứ là phải lấy guitar. 2 cây guitar cùng một lúc thì mỗi cây guitar được tặng 200 nghìn. Nó lấy một con guitar, một con loa thì guitar được tặng 200 nghìn, mà loa được tặng 200 nghìn. Đó. Con số 14 đây. Số 14 là xì viền đen này, màu vàng gỗ này. 3 bobin, 3 volume, 1 cần gạt. Quá đẹp luôn. Đàn như mới luôn, trong chút này. Quá đẹp như này. Cây số 14, đấy, giá 2 triệu 300 nghìn nhé. 2 triệu 300 nghìn cho con số 14. 2 triệu 300 nghìn cho con số 14 này.
quá đẹp quá chất luôn. Bác nào mà còn phân vân không mua được nữa thì chắc là sẽ phải chờ đến cuối năm hoặc là năm sau mới có hàng. 2.300.000 cho cái số 14, vẫn thể lệ vẫn như vậy thôi. Quà tặng thì vẫn ba thứ, không lấy thì không lấy ba thứ, quà tặng thì trừ 200.000, đơn giản thôi. Em bán hàng nhanh chóng lắm. Màu đỏ này, này, được chưa? Bác nào ưa thích màu đỏ, màu mạnh mẽ. Cái con này thì nó có vết vỡ ở đây một chút, không biết là ở trong này có rơi ở trong này không. Đi. Con này em bán 2 triệu, 2 triệu nhé, 2 triệu được tặng 3 món quà tặng, một bộ dây, 2 móng gảy và một bao da. Cây số 15, 2 triệu cho cây số 15 ạ, 2 triệu cho cây số 15 nhá, không lấy 3 quà tặng trừ đi 200.000, lấy 2 sản phẩm mỗi sản phẩm được tặng 200.000. Khách hàng quen thì được tặng thêm, à con này bị chày nữa này, con này bị dập ở đây nữa này, con này. Con này khả năng là phải giảm giá nữa rồi. Vừa bị dập ở đây mà vừa bị vỡ ở đây nữa. Thôi con này bán 1 triệu 6 đi. Em bán nhanh nhé, mình bán nhanh chóng cho các bác. 1 triệu 6, 1 triệu 6 cho con số 15 nhá. Vẫn đủ 3 món tặng ạ. 1 triệu 6 cho con số 15, đủ 3 món người tặng. Đấy. Chắc là có mỗi con số 15 là rẻ nhất trong clip ngày hôm nay. Cái màu thì đẹp rồi nhưng mà mỗi tội là dính hay nhá. Không được đẹp. Số 16 này. Đấy. Có vết vỡ rơi ra rồi. Đây chắc là trong quá trình vận chuyển này. Đây. Nó vỡ rơi đây. Mai em gắn lại. Đó. Cái số 16 này. Màu trắng nhé. Bác lại ưa màu trắng không? Đó. 2 triệu cho cái số 16. 2 triệu cho cái số 16 nhé. 2 triệu cho cái số 16. Đàn rất đẹp. 2 triệu cho cái số 16 này. Tặng đủ 3 món quà tặng. Tặng đủ 3 món quà tặng cho cây số 16, 2 triệu. 2 triệu. Đó. Đủ 16 cây rồi. Có 2 cây phun với thùng khác. Trước mắt là còn 4 cái thùng này thì nó là cái phân khúc mà nó cao tiền hơn một chút. Thì hiện tại là hôm nay thì em chưa khui ra. Em sẽ để hết cái lô này em sẽ khui ra tiếp. Thì em sẽ làm clip sau. Đấy, đây em vừa mới khui ra là 10, tổng thể là 16 cây. Em cũng không làm clip ngắn thôi. Đây bán hết em lại khui tiếp thì cho dễ. Chứ còn bây giờ có khui ra ồ ạt thì có khi là các bác không xem đến hết được. Đó, thì như vậy là vừa rồi em có khui ra 16 cái cây đàn vui ta điện bãi từ bên Nhật về. Để các bác quan tâm đến cây số bao nhiêu thì nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Trong 16 cây đấy bác nào ưng cây nào thì báo lại cho em luôn, hoặc là nhập số điện thoại của em vào Zalo, nhắn tin qua Zalo là chốt cây số bao nhiêu và lấy phụ kiện hay là không lấy phụ kiện, hay là lấy mấy sản phẩm, lấy thêm những cái gì cũng báo lại cho em luôn nhé.
Đấy, để lại cho em họ tên địa chỉ chi tiết kèm theo số điện thoại. Em sẽ gửi theo đường bưu điện ship tận nhà cho các bác. Đó, các bác nhận hàng được quyền bốc hàng, kiểm tra hàng, test hàng trước khi thanh toán. Đó, nhận hàng mà hàng không đúng sản phẩm các bác chọn này, hàng dập vỡ gãy nát, đấy, hàng lỗi, các bác có quyền không lấy hàng, trả lại hàng cho em. Còn hàng chuẩn, tiêu chuẩn, tốt, tất cả mọi thứ ok hết, các bác thanh toán tiền hàng trực tiếp cộng tiền cước cho người phát hàng cho các bác là xong, được chưa? Rồi, em không biết nói gì ngoài những lời cảm ơn gửi gắm tới toàn thể gia đình các bác. Chúc cho các bác và gia đình là sang năm mới có thật nhiều sức khỏe, thành công và phát đạt trên công danh sự nghiệp của mình trong năm tới. Rồi, em xin phép kết thúc video ở đây. Xin kính chào và tạm biệt tất cả quý vị.